Phục Nam khá nguy hiểm. Như vậy là cuối cùng đã có bàn thắng. Như vậy là bàn thắng đã được đóng góp công lớn trong bàn thắng của Đại Sơn Nam. Rút ra rất bất ngờ. Và đó là lại có thêm. Chào anh em, chào mừng em trở lại channel của mình. Và hiện tại là mình đang ở nhà đấu Lãnh Vĩnh Thăng ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình đi xem giải bóng đá vô địch quốc gia Cúp HD Bằng. Cúp HD Bằng đây là cái giải mà giải đấu mà danh giá tại Sài Gòn, giải dành cho chuyên nghiệp và gọi là giải đỉnh cao tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, chuyên về bộ môn futsal chuyên nghiệp nha, giáo chuyên nghiệp nha. Thì đây là nhà đấu Lãnh Vĩnh Thăng. Địa chỉ nó ở đâu nhỉ? Địa chỉ của nhà đấu Lãnh Vĩnh Thăng, số 283 Lãnh Vĩnh Thăng, phường 8, quận 11 nha anh em. Thì anh em nào muốn xem thì tới 283 Lãnh Vĩnh Thăng. Mất số 8 rồi nhưng không sao. Thì 283 Lãnh Vĩnh Thăng, phường 8, quận 11 nha anh em. Thì đây nó có lịch thi đấu đầy đủ cho toàn bộ giải đấu. Thì sáng nay là đã có Thái Sơn Bắc với Tân Hiệp Hưng đã đá với nhau rồi. Thì sắp tới là 12:30. Rồi giờ là 12:00 rồi, trận Quảng Nam đá Thái Sơn Nam. Thái Sơn Nam là một câu lạc bộ vừa mới đạt giải hạng qua giải châu Á, giải futsal câu lạc bộ châu Á vừa rồi. Thì do coach Minh Giang, một người mình cũng gặp rất nhiều ở bên câu lạc bộ Lê Hồng Minh của mình. Đó, mình thì sẽ là trận đấu giữa Thái Sơn Nam và Quảng Nam. Và lịch thi đấu toàn bộ giải đấu là có ở đây. Giải đấu này diễn ra từ 29 tháng 8 cho đến 19 tháng 9 nha. Đó, thì sẽ toàn bộ giải đấu sẽ diễn ra trong khoảng thời gian này. Và anh em nên nhớ một điều là đây, khán giả vào cửa tự do nha. Hoàn toàn không mất một vé tiền phí nào để vào cổng cả. Quay em cái nè. Ok. Chào bạn. Đấy thì ok. Hello em. Hello. Đây, lối vào. Rồi, lối vào giờ để xem giải đấu nha anh em. Vẫn có lịch thi đấu tại đây. Bây giờ đã vào được khán đài bên phía bên này rồi, bên kia đông quá. Em có thể thấy ở đây đấy, sân bóng đá futsal tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có một cái thảm thi đấu rất là đặc biệt nha anh em. Thì diện tích sân thi đấu thì là mình để chiều dài nó khoảng 50m và chiều ngang khoảng 20-25m. Và có sân chuyên dụng để thi đấu futsal. Khán giả bên kia rất là đông rồi. Khán đài này đang bắt đầu vào dần. Ok, ngồi đây đi để cho gần khu vực ban huấn luyện của các đội bóng sẽ ở khu này. Ờ, mục đích của em tới xem giải đá banh này là mục đích là gì? Học hỏi thêm kinh nghiệm anh. Đúng, học hỏi thêm kinh nghiệm đúng không? Dạ. Yeah. Cảm thấy nó bổ ích hơn không? Có bổ ích anh. Dạ, nên bắt so với xem trên mạng thì nên tới đây xem vậy? Dạ vâng. Dạ. Xem ở đây bỏng mắt hả? Xem ở đây bỏng mắt hả? Tức là người ta đá nóng quá hay sao? Nóng quá. Dạ vâng. Thì nếu như mà em có bao giờ nghĩ là xem bóng đá là giống như xem phim không? Xem phim không? Sao lại giống xem phim được anh? Mình là giải trí và tận hưởng mà đúng không? Dạ đúng rồi. Anh nghĩ là đi xem bóng đá giống như xem phim vậy? Mình enjoy vào những cái trận thi đấu. Ok, cảm ơn em nhé. Vừa trao đổi với vài bạn ở đây thì mình cũng chia sẻ với anh em luôn. Nếu anh em có thời gian thì hãy tới sân bóng để xem trực tiếp tại đây. Để mình có thể học hỏi được từ những cầu thủ. Những cái vận viên mà mình nói gần đây mình thấy được rõ nhiều vấn đề. Ok. Mình đã thấy rõ hơn các cầu thủ họ sẽ di chuyển thế nào, họ thi đấu như thế nào, mình sẽ học hỏi được nhiều hơn. Khi mình coi trực tiếp như thế này á thì nó rất là nhanh, mình cảm thấy nó đã. Và mình nghĩ là nếu anh em có thời gian thì hãy nên tới giải đấu Lãnh Vĩnh Thăng xem toàn bộ giải đấu này. Là một cái giải đấu chất lượng, chuyên môn rất là cao. Anh em sẽ học hỏi được rất nhiều. Và sẽ thi đấu từ một thời gian khá dài. Anh em có thời gian rảnh thì cứ qua từ 29 tháng 8 cho đến 19 tháng 9. Đó, thời gian diễn ra giải. Và hai đội sẽ đi ra từ đường hầm. Những trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đấy, anh Chí kìa, anh Chí kìa.
Đấy, cho anh Chí lên sóng nha. Anh Chí nếu mà coi video clip này nhớ like video clip này nha anh Chí nha. Đây, hai đội hình của Thái Sơn Nam và Quảng Nam. Đấy, trước mỗi trận đấu của hệ thống giải quốc gia là có cái lễ chào cờ. Đấy, khán đài rất là đông nha anh em. Kính hết khán đài B rồi. Trưng bày tại đây, VUV này, HD băng này, Vietjet nè, rất nhiều nhà tài trợ. Và nhà tài trợ chính là của HD băng nha, HD băng. Thì trước khi vào thi đấu thì thường các đội sẽ phải trò chuyện với nhau một khoảng thời gian để lấy động lực và chia sẻ những cái nội dung cần thi đấu của ngày hôm nay là gì. Mình kia là Thái Sơn Nam. Đấy, họ hô được ra. Đấy, lấy một cái động lực rất là to lớn để tham dự vào một cái trận thi đấu. Thì anh em nào có thể không tới đây xem được, có thể xem livestream trực tiếp trên YouTube của VTC3 và Now Thể Thao nha. Trận đấu chuẩn bị diễn ra rồi. Rồi thì để nói thêm cho anh em hiểu về Busan là gì nha. Busan là thể loại thi đấu mà chỉ có trên sân chỉ có khoảng 4 cầu thủ và 1 thủ môn, tổng cộng là 5 người, trên toàn bộ sân thì chỉ có 10 người thi đấu. Và các thi đấu của tại Busan á thì họ chuyền xoay vòng, sẽ không có vị trí cố định như tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ giống như ở sân 11 người đâu. Busan thì chỉ có một số vị trí như mình biết ở đây là Fiso là cầu thủ đá dưới cùng nè. Rồi Ala hai cầu thủ đá hai cánh hai bên. Rồi Pivot là một cái cầu thủ nhiệm vụ tì đè phía trên cùng. Đấy, Piso này chìm bóng Ala này. Và các cầu thủ họ sẽ không đứng yên một chỗ chờ vị trí mà phải là thay đổi liên tục. Và đây huấn luyện viên của Quảng Nam, anh Hoàng Phúc. Hoàng Phúc có xem video clip này nhớ like cho clip mình nha. Ok, thì bóng đá Busan thì bóng nó size 4, khá nặng mà không có nảy nhiều. Và các cầu thủ mà khi mà họ đá trên sân này á, thì họ sẽ sử dụng gầm giày rất là nhiều. Những động tác kéo gầm đó là thường xuyên. Sử dụng gầm giày rất là nhiều nên họ thi đấu thường là giày để bằng. Có những thói quen họ xài những đôi giày mà hỗ trợ việc kéo gầm rất là nhiều. Và ở đây là một cái tổ 2, tại vì thay người của Busan nó không giống như là bên thay người của Busan thì nó sẽ không giống như là sân 11. Ở đây là ví dụ như 4 cầu thủ trong sân đang đá thì 4 cầu thủ ngoài đang khởi động và họ thay một lần là 4 cầu thủ chứ không phải họ thay một người. Lê Quốc Nam, trời ơi, Nam già ơi, lâu quá mới gặp. Minh Chí, cầu thủ đã từng ghi bàn tại World Cup Futsal thế giới, giờ tuyển Việt Nam mình. Đội hình của Thái Sơn Nam thì đa số là thành phần của đội tuyển quốc gia nha anh em. Rất nhiều, Tôn Thất Phi. Trận đấu diễn ra rất là nhanh và liên tục. Sử dụng gầm giày rất là liên tục. Thì một điều nữa là trong thi đấu Busan thì mỗi lần mà bóng ra biên hoặc có phạm lỗi thì thời gian sẽ dừng lại. Tức là một trận thi đấu là có 2 hiệp, mỗi hiệp là sẽ 20 phút. Thì 20 phút đó là thời gian bóng lăn trên sân nha anh em. Tức là bóng lăn ra khỏi vạch biên thì thời gian sẽ dừng lại.
Tôn Thức Phi nè, Nam Già nè, Minh Chí nè. Đa số đều là các thành phần của tuyển thủ. Wow, một cú sút rất mạnh nhưng mà không vào, thủ môn đã đứng trong chân rồi. Đấy, cái cầu thủ đã thay đổi ra, thay được một lần là 4 cầu thủ một lúc để giữ được cái thể lực của toàn đội. Trong bóng đá futsal thì nó sẽ có hệ thống lỗi nha. Anh em thấy hai cái đây, hai số 0 một vàng kia không? Tức là nếu như anh em phạm 6 lỗi kỹ thuật thì anh em sẽ bị phạt một quả đá 10m. Quả 10m nó nằm dưới kia. Đấy, chấm trắng kia. Chấm trắng phía dưới. Anh em thấy chấm trắng không? Khoảng cách nó với cầu môn là 10m. Nghe phạm 6 lỗi. Ngày cưới 6 lỗi là sẽ bị dính một quả 10m. Thì những cái quả đó chỉ là một quả trực tiếp giữa cầu thủ với... Wow! Thái sân nam của hai người kìa. Một cầu ra, hai cầu ra. Còn hai cầu lại chưa kịp ra thì đã có hai cầu khác vào bổ sung. Đây, Thái Huy người tỏa sáng tại giải AFC vừa rồi đó, ghi rất là nhiều bàn thắng. Và kia là Đặng Anh Tài, một cầu thủ trẻ lên từ Tân Hiệp Hưng, Phạm Đức Hòa với lại kia thì tên gì quên mất tiêu tên rồi. Đó, Phạm Đức Hòa đã vào sân rồi. Đây là một tổ hình hai của đội Thái Sơn Nam. Mỗi lần thay đổi là thay đổi nguyên một tổ như vậy. Sử dụng gầm giày rất là nhiều. Khi thi đấu futsal sử dụng gầm giày rất là nhiều. Wow, bóng chụp chạm cột dọc. Vẫn tiếp tục. Anh em có thể theo dõi và lịch thi đấu của toàn bộ giải này mình có thể để dưới phần description nha. Anh em có thể xem trong phần description của mình, trong link của phần description của mình nha. Thì trong futsal thì có khoảng 4 trọng tài tất cả. Anh Chí là đang là bắt chính ở đây, một trọng tài biên bên kia là hai trọng tài sẽ lo phụ trách trận đấu ở hai bên. Và còn hai trọng tài khác nữa ở đằng kia, một trọng tài là giám sát khu kỹ thuật và một trọng tài nữa phụ trách là bấm tỷ số và bấm lỗi, bấm giờ, bấm thời gian. Đó, mình có thể thấy đây 4 trọng tài tất cả. Thì tại sao hôm nay mình có mặt ở đây để mình xem trực tiếp những cái trận đấu như thế này? Đấy. Thì khi mà xem trực tiếp ở đây mình cảm thấy là mình cảm thấy nó giải trí cao hơn là mình coi qua mạng xã hội tại nhà. Mình coi ở đây, mình đi coi đấu anh giống như là mình cảm nhận như là một cái buổi đi coi phim vậy. Cảm giác nó đã và thích lắm. Tại vì ánh sáng quá đẹp, thiết kế, design một giải đấu rất là tuyệt vời và có rất là nhiều khán giả và đông người như bên này. Và cầu thủ là toàn là những cầu thủ chuyên nghiệp. Và nói chung là có một cái khâu tổ chức rất là bài bản và quy mô và kỹ lưỡng. Và đây cũng thoáng và thoải mái nữa, không có nóng bức thì... Mình cảm giác là mình đi coi bóng đá tại đây giống như mình đi coi phim tại rạp vậy. Chứ anh em đam mê bóng đá thì dành thời gian đi coi bóng đá tại sân, nên tới sân coi nhiều hơn là coi qua livestream tại nhà. Rồi một cái nữa là khi mà mình đi xem trực tiếp tại đây, mình thấy được rõ hơn cái kỹ năng của cầu thủ. Những có những cái điểm mù mà khi anh em coi qua truyền hình anh em sẽ không thấy được và sẽ không học hỏi được từ những cầu thủ đó. Ví dụ một cầu thủ trên sân ở đây mình coi là chủ đề đi, vị trí đang đá viso của đội tuyển quốc gia Việt Nam, thì mình sẽ học được từ anh ấy những cái điều gì khi mà đá viso trong futsal như thế nào. Mình sẽ xem rõ coi là từng đường truyền của anh ấy nó như thế nào, rồi từng cách di chuyển anh ấy như thế nào, và thấy được rõ ràng cái kỹ năng của anh ấy để mình học hỏi được những cái điều đó. Và một điều nữa là một cái mình trải nghiệm được cái sự chuyên nghiệp trong các đội bóng khi thi đấu, là mình sẽ biết được là một đội bóng chuyên nghiệp nó sinh hoạt như thế nào. Là ví dụ ở dưới kia là sẽ có huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, rồi cầu thủ dự bị, trợ lý huấn luyện viên về mảng thủ môn. Một điểm nữa là khi mà mình tới đây, sau khi họ thi đấu xong thì những cái cầu thủ ở đây là những cầu thủ họ cũng có những cái đời sống bình thường ở ngoài, thì mình có thể học tập, mình có thể hỏi han mình để tiếp thu những cái kinh nghiệm nào đó cho mình trong cái quá trình tập luyện bóng đá. Và cái không khí là cái quan trọng nhất nữa. Không khí ở đây là mọi thứ diễn ra rất là nhanh, ồn và liên tục và nó căng thẳng. Mình sẽ cảm nhận được một cái trận thi đấu căng thẳng chứ không
một chiều đơn giản như trên xem qua livestream thì mình nghĩ là giải đấu này vẫn còn diễn ra rất là dài, từ 29 tháng 8 cho đến 19 tháng 9, một khoảng thời gian rất là dài. Nếu anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể tới nhà đấu Lại Minh Thăng để xem toàn bộ giải đấu nha. Còn nếu anh em nào mà không ở Sài Gòn, không ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể có một dịp nào đó vào thành phố thì có thể ghé qua đây để xem giải. Tất cả những cái trận đấu mình sẽ để trong lịch thi đấu trên fanpage của mình và dưới phần description trong channel YouTube của mình. Anh em nào muốn xem thì có thể theo dõi kênh mình. Ok, rồi mình tận hưởng trận đấu này nha. Rồi nếu anh em thấy video clip này hay thì like video nha. Đừng quên subscribe channel YouTube của TVS Soccer, sẽ còn rất là nhiều video về bóng đá dành cho anh em. Chào và hẹn gặp lại.